Dù năm học qua có nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, song các thầy cô luôn nỗ lực không ngừng xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết và hết lòng yêu thương học sinh để thực hiện tốt mục tiêu, để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Là giáo viên chủ nhiệm khối 6, khối đầu cấp, trong khi năm học 2020-2021, học sinh chủ yếu học online khiến cô Phạm Thanh Minh, giáo viên trường trung học cơ sở Thanh Xuân Trung, rất trăn trở. Làm thế nào để học sinh lớp tôi chủ nhiệm hứng thú với các giờ học trực tuyến, cũng như là đảm bảo được chất lượng trong các giờ học? Với các con học sinh khối 6 thì các con còn rất là nhiều bỡ ngỡ, các con chưa quen với các phương pháp học tập của cấp 2. Chính vì vậy mà tôi đã có những cái buổi chia sẻ về phương pháp học thông minh, hướng dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ cho việc học tập trực tuyến. Chính những khó khăn mà đại dịch COVID-19 gây ra, những người thầy đi gieo chữ cũng phải thích nghi để các em học sinh dù ngừng đến trường nhưng không ngừng học. Trong năm học 2020-2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID, thì trường trung học cơ sở Thanh Xuân Trung đã biến những khó khăn, thử thách thành cơ hội. Tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nỗ lực không ngừng phấn đấu, xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết và hết lòng yêu thương học sinh. Là giáo viên dạy môn vật lý của trường trung học cơ sở Nguyễn Lân, thời gian qua, cô Đỗ Thúy Nga luôn nỗ lực trong công tác giảng dạy và giáo dục với mong mỏi trường lớp là nơi mà học sinh muốn đến mỗi ngày. Bản thân tôi thì đầu tiên cũng là một giáo viên giảng dạy bộ môn vật lý, là một bộ môn mà có rất nhiều các kỳ thí nghiệm. Thế thì để có thể thay đổi linh hoạt thì chúng tôi đã sử dụng rất nhiều các cái thí nghiệm ảo ở trong cái quá trình mà giảng dạy các con, đồng thời có thể giao về cho con những cái dự án để các con thể làm ở nhà, để con có cái môi trường để các con thực hành ở nhà, và sau đó các con sẽ báo cáo sản phẩm như quá trình quay trở lại để các cô có thể đánh giá dựa trên những cái tiêu chí rất là rõ ràng và cụ thể. Từ khi học online, bên cạnh việc đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhà trường tập trung vào làm công tác tâm lý cho các em học sinh nên cơ bản các em đều cảm thấy thoải mái, giúp tiết học có hiệu quả. Thực ra nói về dạy học thì kể cả dạy học trực tiếp hay dạy học trực tuyến đều có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm ấy, thì tôi nhận thấy là có một vấn đề rất khó khăn trong quá trình dạy trực tuyến. Đó chính là cái vấn đề mà nắm bắt được cái sự thay đổi về mặt tâm sinh lý, lứa tuổi, đặc biệt là lứa tuổi học sinh cấp 2 hiện giờ, khi mà cô không trực tiếp hàng ngày được tiếp xúc và được gặp gỡ các con, để nắm bắt kịp thời những cái sự thay đổi đó để có những cái biện pháp phù hợp. Thế tuy nhiên là chúng tôi đã cố gắng hết sức dùng rất là nhiều các cái biện pháp để có thể tiếp cận và nắm bắt nhanh nhất, kịp thời nhất để có thể giúp đỡ và hỗ trợ các con. Ngoài ra, để cho những lớp học trực tuyến được diễn ra thuận lợi, sự phối hợp giữa nhà trường cùng cha mẹ học sinh để trang bị thiết bị phục vụ việc học cũng được chú trọng hơn. Nhà trường cũng phối hợp với cha mẹ học sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các con, máy tính và các cái thiết bị cần thiết để cái việc học trực tuyến hiệu quả. Đối với những gia đình khó khăn, các con không có đủ trang thiết bị để học, thì nhà trường cũng đã có chương trình để hỗ trợ tặng cho các con những thiết bị cần thiết để đảm bảo 100% học sinh trong toàn trường có đầy đủ trang thiết bị đáp ứng được việc học trực tuyến hiện nay. Ai đó đã từng nói, người giáo viên giống như người truyền lửa, muốn thắp sáng trong trái tim học trò ngọn lửa đam mê, sáng tạo và yêu thương thì trái tim người thầy phải có lửa. Quả thực vậy, dù năm học qua cũng như năm học 2021-2022 có nhiều khó khăn do dịch bệnh, song đến nay, các thầy cô đã đang và vẫn sẽ luôn tận tụy, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người cao cả.